Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bất cập trong kiểm soát dịch tả châu Phi tại xã Lô Sang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thương mại hóa nhiều sản phẩm đặc trưng. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình trải nghiệm sáng tạo, tinh hoa văn hóa Việt. Hải Dương cần có được sự đồng thuận của nhân dân để triển khai xây dựng nhà máy rác thông minh tại huyện Cẩm Giàng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm và lây lan vào địa bàn, vừa qua Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên đã cung ứng 10.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc cho các trạm thú y các huyện, thành phố. Theo đó, mỗi huyện thành phố được cung ứng bình quân 600 lít hóa chất khử trùng. Một số huyện có địa bàn rộng, số hộ chăn nuôi lợn nhiều sẽ được cung ứng 1,3 nghìn lít trở lên như Khoái Châu, Ân Thi, Tiên Lữ. Để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh cũng đã đồng loạt thực hiện hai đợt tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, môi trường và chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Theo thông báo của Chi cục Thú y tỉnh, hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi đã làm tiêu hủy trên 4.900 con lợn của trên 170 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, đã có 29 xã của 9 huyện thành phố công bố dịch, đó là thành phố Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Mỹ Hào, Văn Giang, Tiên Lữ, Phù Cừ và huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh là địa phương thứ 18 trên cả nước công bố dịch sau khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ và xã Tam Đa, huyện Yên Phong, với tổng đàn lợn của các hộ chăn nuôi là 94 con, với gần 6.000 kg. Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương có dịch, nỗ lực các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch tại chỗ, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan, bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Có thể khẳng định những ngày qua tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc quyết liệt ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chỉ tính từ tháng 3 đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 24.000 lít hóa chất. Các địa phương cũng đã huy động 265 tấn vôi bột để làm vệ sinh môi trường, khu vực chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi cũng luôn chủ động các phương án phòng dịch, song có một thực tế tại 3 hộ chăn nuôi có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đều là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nằm trong khu vực có mật độ chăn nuôi cao và đều tiếp giáp với nơi tập kết buôn bán giết mổ lợn. Mặt khác, hệ thống chuồng trại, tạm bợ, điều kiện vệ sinh, phòng dịch kém. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa khống chế dịch bệnh tại chỗ, vừa tránh lây lan phát tán trên diện rộng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã xuất hiện hai xã có dịch tả lợn châu Phi. Thì đối với những địa phương khác, đối với những vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và tất cả những cơ sở chăn nuôi ở trên địa bàn tỉnh, chúng ta cần phải thực hiện nghiêm ngặt tất cả những biện pháp như là chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường thường xuyên và cần phải cho gia súc gia cầm ăn những thức ăn được đảm bảo yêu cầu. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, những cơ sở chăn nuôi là cần phải thực hiện tốt 5-0 theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Thứ nhất là không giấu dịch, thứ hai nữa là không buôn bán vận chuyển lợn bị bệnh, rồi lợn bị chết. Thứ ba nữa là không giết mổ lợn bệnh, lợn chết. Thứ tư là không vứt xác gia súc ra môi trường. Thứ năm là không sử dụng thức ăn thừa mà chưa được qua xử lý nhiệt. Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, nhưng dịch tả lợn châu Phi diễn biến rất khó lường vì nguồn lây truyền rất đa dạng. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc chữa, tỷ lệ chết lên đến 100%. Biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa và phòng chống bệnh dịch này vẫn là chủ động phòng ngừa của chính hộ chăn nuôi cũng như là cộng đồng dân cư. Bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang tiếp tục lây lan nhanh, điển hình như tại xã Lô Sang, địa phương đầu tiên phát hiện dịch ở huyện Đông Hưng vào ngày 20 tháng 2. Đến nay đã lây đến một nửa tổng đàn lợn của xã phải tiêu hủy. Và đâu là nguyên nhân? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lô Sang giờ đã không dừng lại ở hộ gia đình nhỏ lẻ nữa mà đã lan sang các gia trại. Chỉ riêng ngày 14 tháng 3, địa phương này phát hiện 25 hộ có lợn bị bệnh dịch phải tiêu hủy. Điều đáng nói,
có những gia trại phát hiện lợn ốm chết đã tự điều trị và tự tiêu hủy. Chỉ đến khi số lượng lớn mới báo chính quyền địa phương. Thì thường thường những cái con lợn nó bỏ ăn hoặc là nó bỏ ăn kể cả một hai bữa thì chúng tôi tiêm nó vẫn khả năng là nó dậy nó ăn được bình thường. Như đợt này nó bỏ ăn là tiêm là không dậy được. Chứ không phải là bị cái là báo ngay. Hai nhà sát vách nhau cùng nuôi lợn, gia trại thì rắc vôi, còn hộ nhỏ lẻ thì không. Và ông Hoàng cho biết, lý do là bởi gia đình ông hôm qua có lợn rừng bị bệnh đã chết phải tiêu hủy, nên ông đã rửa trôi tất cả vôi và hóa chất. Nhưng nguyên lý của dịch bệnh, đó là dù chuồng trại để trống, vẫn phải thực hiện tiêu độc khử trùng để không mang nguồn dịch lây lan sang cho các hộ khác. 90% là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bị cho đến tại thời điểm này. Thì chúng tôi có nhận định rằng là các hộ này qua quá trình đến tiêu hủy kiểm tra thì cái việc phòng chống dịch là nó không được tốt. Đặc biệt là cái việc chống trước. Chính vì vậy mà lây lan cái dịch bệnh là rất là nhanh. Cho đến nay, dịch bệnh ở xã Lô Giang vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo quy định, xã có dịch phải thực hiện tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc liên tục một lần một ngày trong vòng một tuần đầu tiên, ba lần một tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Vậy mà trên rất nhiều con đường ngõ xóm, việc rắc vôi đã không thực hiện được. Liên tiếp, nhiều xã bên cạnh Lô Giang đã phát hiện ổ dịch, nâng tổng số xã trên địa bàn toàn huyện Đông Hưng có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy lên 33 trên 44 xã tính đến ngày 14 tháng 3. Dịch có dừng lại hay không, tất cả phụ thuộc vào ý thức của người chăn nuôi. Thời tiết mưa kèm gió mùa là một trong những khó khăn trong công tác phòng chống dịch, nhưng không thể vì thế mà chủ quan trong việc tiêu độc khử trùng, bởi nếu không thực hiện đúng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn sẽ dẫn đến tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Với kinh nghiệm gần 30 năm trồng nhãn, ông Nguyễn Văn Yêm, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn có kỹ thuật chăm sóc tốt để vườn nhãn nhà ông luôn ra hoa và đậu sai quả. Hiện gia đình ông Yêm trồng hai mẫu nhãn, chủ yếu là giống nhãn chín muộn miền Thiết. Vườn nhãn nhà ông năm nào cũng cho sai quả, mẫu mã đẹp. Trung bình mỗi năm gia đình ông xuất bán ra thị trường khoảng 20 tấn nhãn, với giá bán dao động từ 20 đến 40.000 đồng một kg, đem lại doanh thu cho gia đình ông trên 400 triệu đồng một năm. Để đạt được kết quả đó, ông Yêm đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc, đặc biệt trong giai đoạn nhãn chuẩn bị cho ra hoa đậu quả. Để cái cây nhãn mà nó đạt tỷ lệ ra hoa đậu quả cao ấy, thì đầu tháng 11 âm lịch là chúng tôi phải cắt tạo tán, tỉa cành, dọn cành cho nó thông thoáng. Xong bắt đầu đến khoảng cuối tháng 11 hoặc trung tuần tháng 12, tùy theo cái mức lộc của cái cây của nó đạt yêu cầu thì chúng tôi sẽ trực tiếp là khoanh cành để làm ức chế cho cây. Như năm nay thì thời tiết vào đầu năm nó ấm, gia đình nhà tôi thì phải khoanh lại lần thứ hai. Thì để cho nó đạt cây yêu cầu, đặc biệt trong cái giai đoạn này bây giờ đang chăm sóc mầm hoa thì chúng tôi phải chú ý là đánh thuốc bảo vệ thực vật là sâu hoặc rồi là cái bệnh sương mai của cái nhãn. Sau nhiều năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thương mại dịch vụ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã có nhiều sản phẩm đặc trưng như rau an toàn, thịt bò thương phẩm, khẳng định được thương hiệu ở thị trường thành phố Nam Định và các tỉnh trong khu vực. Có được bước đột phá này, xã Nam Cường đã xây dựng và triển khai quyết liệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm phá thế độc canh nông nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Ngoài rau an toàn, người dân xã Yên Cường còn thành công trong chế biến ép dầu lạc, giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản của địa phương. Mỗi năm xã Yên Cường cung cấp ra thị trường hàng nghìn lít dầu lạc. Cách làm này giúp tăng giá trị của cây lạc lên gấp 3 đến 5 lần và không phụ thuộc vào thương lái hay giá của thị trường nông sản. Ngoài ra, người dân Yên Cường còn chế biến thêm dầu đậu nành, dầu vừng và kẹo lạc để đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn nguyên liệu của địa phương. Năng động và nhanh nhạy tiếp cận thị trường, từ một xã thuần nông đến nay, giá trị dịch vụ thương mại của xã đã chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu kinh tế. Mặc dù bị liệt cả hai chân, nhưng không vì thế mà anh Lê Văn Nguyên ở phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương buông xuôi. Bởi trong anh, ngọn lửa ý chí luôn rực cháy. Và anh đã chọn truyền ngọn lửa ấy cho những người cùng cảnh ngộ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Trong một lần trên đường đi làm về, hậu quả từ vụ tai nạn giao thông, anh Lê Văn Nguyên bị liệt nửa dưới của cơ thể. Khi biết mình không thể đi lại bình thường, khiến anh bị sốc. Thế nhưng, nghị lực của tuổi trẻ đã nhắc nhở anh rằng dù bị liệt hai chân nhưng vẫn còn đôi bàn tay và còn cả trí óc sẽ khắc phục được mọi khó khăn trong cuộc sống.
Với nghị lực đó, anh tìm tòi học hỏi công việc sửa chữa điện tử để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mình vẫn nghĩ là thôi thì mình bị hỏng đôi chân nhưng mà vẫn còn được cái đôi tay với cả cái đầu. Thế nên là mình vẫn tự tin là mình sẽ làm được một cái việc gì đó sau này chứ không phải là bỏ đi. Thế nên là làm mất 2 năm để giữ thương, để cho nó vết thương nó ổn định thì bắt đầu mình trở lại công việc. Đấy, trở lại làm việc sửa chữa máy tính, điện tử và loa đài. Hiện tại anh Lê Văn Nguyên đã mở được một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử tại gia đình và có thu nhập ổn định. Anh còn truyền dạy miễn phí cho những người khuyết tật muốn học nghề. Nhiều thanh niên khuyết tật được anh truyền nghề đã có việc làm ổn định. Không những vậy, anh còn tích cực tham gia công tác của Hội Người Khuyết Tật tỉnh và tham gia các câu lạc bộ dành cho người khuyết tật trên mạng xã hội để sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Với những việc làm đầy ý nghĩa giúp cho những người khuyết tật, anh Lê Văn Nguyên đã được nhận bằng khen của Liên hiệp Hội Người Khuyết Tật Việt Nam. Anh Nguyên chia sẻ, trong thời gian tới, sẽ hướng dẫn những thanh niên khuyết tật có nhu cầu sử dụng các phần mềm chỉnh sửa phim để có thể tạo việc làm phù hợp với sức khỏe của mỗi người khuyết tật. Vừa qua, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình trải nghiệm sáng tạo, tinh hoa văn hóa Việt. Chương trình trải nghiệm sáng tạo tinh hoa văn hóa Việt là hoạt động tìm hiểu về các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc sắc của dân tộc Việt. Chương trình tổ chức nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu khám phá nội dung về văn hóa các vùng miền trên đất nước, những nét đặc sắc về ẩm thực, trang phục, các di sản văn hóa, các trò chơi dân gian đặc sắc của các vùng miền. Thông qua việc tìm hiểu, giúp các em có thêm được những kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, từ đó có thể áp dụng vào học tập và cuộc sống của chính các em học sinh. Đặc biệt, chương trình trải nghiệm sáng tạo, tinh hoa, văn hóa Việt còn giúp các em thêm yêu các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó hôn đúc tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức Ngày hội Mỹ thuật dành cho học sinh cấp tiểu học năm học 2018-2019. Tham gia Ngày hội Mỹ thuật có gần 150 học sinh của 23 trường tiểu học và một trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Mỗi đơn vị tham gia 3 nội dung, thi vẽ tranh cá nhân, tạo tranh 3D và trưng bày sản phẩm mỹ thuật của học sinh. Do được chuẩn bị chu đáo về chất liệu vẽ, ý tưởng thuyết trình, đề tài quen thuộc gần gũi với học sinh như học tập, bảo vệ môi trường, gia đình, bạn bè, thầy cô, nên đa số các thí sinh đã thể hiện tốt phần thi của mình. Nội dung thi trưng bày sản phẩm mỹ thuật của học sinh đã thu hút được đông đảo người xem. Ngày hội mỹ thuật dành cho học sinh cấp tiểu học là sân chơi bổ ích cho các em có năng khiếu hội họa, giúp các em phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo trong học tập. Thông qua đó để các nhà trường phát hiện bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho học sinh cấp tiểu học. Kết thúc ngày hội mỹ thuật, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các đơn vị cá nhân có tác phẩm xuất sắc và trao các giải nhì, ba khuyến khích cho một số đơn vị cá nhân dự thi. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trong thời điểm thời tiết giao mùa, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, các nhà trường trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường. Đối với các trường mầm non nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, mỗi phòng học đều đã có nhà vệ sinh riêng. Giáo viên hướng dẫn các cháu vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, quét dọn trường lớp, khử khuẩn các dụng cụ học tập, đồ chơi. Việc tổ chức các bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các cấp tiểu học và trung học cơ sở, học sinh được tuyên truyền nhắc nhở các biện pháp phòng chống các bệnh thường gặp trong thời điểm giao mùa, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi. Các em thường xuyên được hướng dẫn và khuyến khích tham gia các hoạt động vệ sinh trường, giữ gìn môi trường sống trong lành. Với mục tiêu đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2018-2019, thời điểm này, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo viên học sinh trong tỉnh Bắc Ninh đang tích cực hướng dẫn học sinh học tập ôn luyện với nhiều phương án được triển khai nhằm bám sát năng lực học tập của từng học sinh. Hiện các em đã cơ bản hoàn thành khối lượng kiến thức của chương trình lớp 12 và đang tập trung cho việc ôn tập phụ đạo. Trong công tác ôn tập, nhà trường cũng lưu ý phân hóa đối tượng học sinh, phát huy năng lực của từng em và tăng cường cho học sinh ôn tập theo các dạng đề cụ thể.
Một trong những thay đổi quan trọng tác động trực tiếp đến thí sinh là thay vì điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và điểm học bạ chiếm tỷ lệ 50-50 như những năm trước, thì sang năm 2019 tỷ lệ này được điều chỉnh thành 70-30. Việc điều chỉnh này có thể làm tăng tỷ lệ học sinh trượt tốt nghiệp nếu các em không học thật và thi thật. Do đó, để chủ động với kỳ thi, các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Dạy nghề trên địa bàn đã thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho công tác tập trung ôn luyện và có giải pháp chuẩn bị cho kỳ thi chính thức. Đã phổ biến tới các em học sinh về những quy định mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 và phổ biến tới toàn thể các bậc phụ huynh và giáo viên trong nhà trường để nắm rõ được cái điểm mới và chỉ đạo ôn tập cho các em học sinh được tốt hơn trong cái kỳ thi sắp tới. Chỉ còn 3 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 sẽ diễn ra. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, đổi mới tổ chức ôn tập phù hợp cho học sinh của ngành giáo dục và đào tạo là yếu tố quan trọng để các sĩ tử Bắc Ninh tiếp tục đạt kết quả cao trong kỳ thi, qua đó phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương. Một giỏ ông đồ, một bồ ông cống. Trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn xuất hiện những điểm thu gom tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư, không chỉ tác động nặng nề đến môi trường sống và sức khỏe của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài hơn 1.000 hộ thuộc làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, hiện có khoảng 20 hộ thu gom phế liệu nằm trong khu dân cư, tập trung nhiều tại thôn Hành Lạc, Ngô Xuyên. Hàng trăm loại phế liệu từ túi ni lông, bìa cắt tông, dây điện đến các mẩu sắt rỉ, thùng chai nhựa, chất đống ngổn ngang, mùi hôi bốc lên, lẫn vào không khí rất khó chịu. Không chỉ thu gom, nhiều hộ còn xử lý tẩy rửa những phế liệu này trong khu dân cư, vừa làm mất mỹ quan xóm làng, gây ô nhiễm môi trường sống, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Huyện Văn Lâm từng đề nghị ngành điện lực ngừng cấp điện và yêu cầu các hộ di chuyển ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng lượng rác thải sinh hoạt đang phát sinh ngày một nhiều, trong khi phương pháp chôn lấp rác đang được các địa phương áp dụng đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Hầu hết các bãi chôn lấp rác đều đã quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sức khỏe của nhân dân. Giải quyết bài toán rác thải đang là yêu cầu bức thiết với các địa phương, trong đó có huyện Cẩm Sàng, tỉnh Hải Dương. Người dân mong muốn sớm xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại vì một môi trường sống lành mạnh và phát triển bền vững. Thực trạng rác thải sinh hoạt được chôn lấp sơ sài không đảm bảo vệ sinh, nước rỉ rác từ các bãi chứa quá tải, ngấm và chảy vào đồng ruộng, kênh rạch đã và đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất đời sống. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác thải bừa bãi ra trên đồng ruộng, bờ đê, mương nước. Tình trạng này nếu vẫn tiếp diễn sẽ khó tránh khỏi nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân Cẩm Giàng mong muốn xây dựng nhà máy để xử lý rác thải công nghệ hiện đại trong thời gian sớm nhất có thể. Chôn lấp bây giờ nó tương đối quá tải thôi, nhiều lúc nó cũng nhiều cái chỗ là khả năng tới đây nó cũng không còn cái chỗ mà chôn lấp rác nữa. Thế thì mong muốn của người dân chúng tôi là làm sao mà có được cái nhà máy là nó xử lý rác làm sao nó phải đảm bảo được hiện đại theo cái quy định của quốc tế, nó đốt rác cho nó sạch sẽ, nó bảo môi trường. Sử dụng các cái bãi chôn lấp rác tạm thời về cái này thì nó không bảo đảm được cái vệ sinh. Hai nữa về cái lâu dài là cũng không được. Thời gian chôn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều về nhựa là tương lai sau này. Thế nguyện vọng của người dân của chúng tôi ấy là muốn có một cái nhà máy xử lý rác hiện đại theo cái tiêu chuẩn nhựa quốc tế. Vấn đề rác thải chỉ có thể được giải quyết khi xây dựng các nhà máy xử lý rác thải áp dụng công nghệ tiên tiến. Công nghệ đốt rác phát điện là một giải pháp được nhiều địa phương ưu tiên triển khai, trong đó có dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng. Đây là dự án mang tính xã hội, vì cộng đồng và vì môi trường sống chung. Vị trí lựa chọn để xây dựng nhà máy đảm bảo khoảng cách đối với khu dân cư theo đúng quy định của pháp luật. Khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ chấm dứt tình trạng rác thải sinh hoạt không phân loại để lộ thiên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Quá trình triển khai dự án rất cần sự đồng thuận của mọi người dân vì một môi trường sống trong lành và phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.